chiếc đèn tít mù vòng quanh. Qua đi thật nhanh những âu lo với bao muộn phiền. Tít mù vòng quanh xuân đèn tít mù vòng quanh. Đến đây thật nhanh cho đất trời rộn tiếng cười vui. Kìa Tết đến xua đi mùa đông kéo ánh nắng về sưởi ấm lòng nhau. Kìa xuân sang dẫu bao dở dang dẫu bao lỡ làng rồi cũng thành đôi. Kìa Tết đến vui sao là vui mắt môi ai hồng rực rỡ ngàn hoa. Nào cùng nhau tay trong bàn tay chúc nhau xuân này đầy những niềm vui. Đến tít mù vòng quanh, qua đi thật nhanh những âu lo với bao muộn phiền. Tít mù vòng quanh xuân đến tít mù vòng quanh. Đến đây thật nhanh cho đất trời rộn tiếng cười vui. Kìa Tết đến xua đi mùa đông kéo ánh nắng về sưởi ấm lòng nhau. Kìa xuân sang dẫu bao dở dang dẫu bao lỡ làng rồi cũng thành đôi. Kìa Tết đến vui sao là vui mắt môi ai hồng rực rỡ ngàn hoa. Nào cùng nhau tay trong bàn tay chúc nhau xuân này đầy những niềm vui. Tít mù vòng quanh. Kìa Tết sưởi ấm lòng nhau. Kìa xuân sang dẫu bao dở dang dẫu bao lỡ làng rồi cũng thành đôi. Kìa Tết đến vui sao là vui mắt môi ai hồng rực rỡ ngàn hoa. Nào cùng nhau tay trong bàn tay chúc nhau xuân này đầy những niềm vui. Tít mù vòng quanh. Đi cẩn thận ông ơi. Ôi này 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 này. Ôi giời đốt. Giời ơi. Cái gì? Này này. Thế ông say hả? Thôi thôi để tôi đèo ông nhá. Ôi giời ơi. Này này. Này này. Gì? Đi toilet hả? Về đến nhà nhá. Sắp về đến nhà rồi. Đi. Ủa nhỉ? Lẹp lên cái gì? Tôi đang tư duy. Giời ơi tư duy. Cái gì đấy ông ơi? Này, ông ơi. Trời ơi, sao thế? Hả? Thế nếu mà... Sao? Thế bây giờ có phải là tôi với cả cái tay xe ấy là đang bằng phiếu nhau đúng không? Đúng. Thế thì chắc chắn là cái phiếu của cái lão tách phó giám đốc thường vụ đảng ủy sẽ quyết định ai hơn ai, đúng không nào? Ông ơi, ông ơi. Này, này. Ông cứ lẩm ba lẩm bẩm như là lão say ấy. Thôi thôi đi về đi. Cái bà này. Đầu to mà óc như quả nho ấy. Ông bà ai nè? Này, thế bây giờ tôi hỏi bà nhá. Thế bây giờ vợ chồng lão sẽ ngay lúc này đến bệnh viện tranh thủ xin cái phiếu của lão Tách đúng không? Thế rồi ngày mai thằng Vích đến lấy phiếu thì mình đi đất à? Thôi chết. Thế thì đi đất rồi. Đi đất. Ông ơi. Thế thì vợ chồng mình phải đến bệnh viện chỗ lão Tách ngay. Bây giờ vẫn còn sớm. Đến cửa hàng bán sách báo mua cái phong bì rồi cho vào đấy vài triệu nhá. Nào, nhanh lên. Ê, thôi. Cái gì? Tôi đèo cho nó nhanh. Thì đi nhanh lên. Đây, ê, từ từ. Ông khổ quá. Nhanh. Ê, ý giời, nhanh. Em vừa mang tiền thưởng và quà Tết của anh về cho chị. Chị đã nấu cháo xong rồi, nhưng chưa mang vào được. Em sợ cháo nguội, nên mang vào để anh ăn cho nóng ạ. Dạ mời anh. Cô chú đáo quá. À nhưng cuộc họp tổng kết gì cho đến tận giờ này? Dạ, tổng kết chiều buổi sáng thôi. Còn buổi chiều thì họp cán bộ chủ chốt của công ty để bỏ phiếu tín nhiệm chức danh phó giám đốc mới thay cho anh Tịnh ạ. Thế trong danh sách ứng cử có cô không? Có cô Thơm, anh Sẽ và anh Sạch anh ạ. Thế ai là người trúng cử?
Chuyện này em không biết. Em đang lo cái Tết tươm tất cho mọi người. Và lại việc bầu cử đã có lãnh đạo lo rồi anh. Bác Tách đến giờ tiêm thuốc nhá. Vâng. Dạ, thế em xin phép anh, em về ạ. Ừ, cô về nhá. Đưa cái phong bì đây. Ôi, làm gì? Ở đây. Đưa phong bì làm gì? Để đây bao nhiêu tiền? 4 vé được chưa? Ôi, 4 vé? Ôi. Thời giá bây giờ là 6.8 triệu. Ừ. Sao không đưa 6 triệu cho nó chẵn? Ui giời ơi. Lão này liêm khiết lắm. 6 triệu là hắn ok luôn. Anh đúng là vẫn keo ghét như ngày xưa. Nha, em nói cho mình, cái chức phó giám đốc ấy còn đáng giá gấp nghìn lần soi 4 vé này. Thôi, ghi tên anh vào phong bì đi rồi vào. Sao phải ghi? Ôi, anh dốt thế nhỉ? Sao người đâu mà dốt thế nhỉ? Không ghi tên vào phong bì, thế bây giờ nó lẫn hàng trăm hàng nghìn cái phong bì khác sao? Hóa ra áo gấm đi đêm mà. Đúng rồi, thế nhưng mà ghi thế nào bây giờ? Ghi thế nào á? Vợ chồng Lê Sẽ, Phúng Anh Mau Khỏe. Ủa, đã chết rồi mà Phúng. À quên, quên. Vợ chồng Lê Sẽ, Mừng Anh Mau Khỏe. Cơ mà Phúng với Mừng thì nó như nhau ấy, cùng tiền mình đút vào cả. Thì thôi, đi vào. Chồng lão sẽ đến trước mình rồi kia kìa. Phải theo dõi xem họ nói gì với ông Tách chứ. Đi. Đi. Từ từ nào. Phòng nào ạ anh? Phòng số 4. Số 4 đây này, phòng số 4 đây rồi. Từ từ. Đi đi gỡ phía. Đúng. Uầy, mình ơi. Hả? Mình đây sao? Đâu? Không xem nào. Đúng. Rồi. Đúng không? Vào đi. Em chào anh ạ. Dạ, em chào anh ạ. Chào vợ chồng anh chị Sẽ. Dạ. Sao anh chị lại đến thăm tôi muộn thế này? Để mai thứ bảy đến thăm hơn không? Dạ thưa anh, nhà em cứ đi công tác xoành xoạch ấy ạ. Hôm nay nghỉ họp tổng kết cơ quan, thế nên mới có thời gian để cả hai vợ chồng đến thăm sức khỏe anh đấy ạ. Dạ vâng, biết anh nằm viện cả tháng trời mà hôm nay vợ chồng em mới đến thăm anh được. Chúng em thật là có lỗi quá. Dạ. Mà này vợ ơi. Hả? Hình như trông anh gầy mấy cân ấy nhỉ? Anh nói thế nào chứ em thấy anh ấy béo ra chứ nhỉ anh nhỉ? À, chắc là mắt em kém như này nhìn ra. À này anh ơi, thế tình hình điều trị bệnh tật tiến triển thế nào rồi anh? Cũng tốt thôi. Thế à? Vào đây thuốc men khá, dạ. Ăn khá, cho nên là tim mạch cũng ổn định dần dần. Tốt dạ. Quá. Bác sĩ bảo cứ đà này xuất viện nay mai đi chứ. Ui dồi ôi, thế thì phúc quá. Dạ. Vâng, anh còn về để lãnh đạo công ty chứ. Dạ. Cả công ty là mong anh từng ngày từng khắc. Mà bọn em đúng là thiếu anh chẳng biết nào một lần. Dạ. Chúng nói thế nào chứ, trông mong gì ở tôi. Tôi chỉ mấy năm nữa là về hưu. Công ty phát triển được hay không lại nhờ các anh các chị đấy chứ. Anh cứ nói thế. Đấy đấy đấy, dạ thưa anh. Anh có nói đến thì chúng em mới dám thưa ạ. Dạ thưa anh, việc họp bầu phiếu tín nhiệm vào cái ghế trống của anh Tịnh ý, mà em thấy lắm chuyện quá anh ạ. Nhiều chuyện của anh Sạch á, mà bọn em nghe ghê hết cả người anh ạ. Dạ, vâng. Mà không cẩn thận cứ cái đà này á, ông Sạch lại trở thành cái vết xe đổ của ông Tịnh cũng nên ý anh ạ. Dạ vâng, nguy hiểm lắm anh ạ. Nguy hiểm lắm cơ. Ai cũng phải cảnh giác với tiền bạc bổng lộc. Dạ. Đúng. Bởi vì tiền bạc bổng lộc nó làm tha hóa con người. Anh nói chí lý lắm. Sau này anh sẽ có được ngồi vào cái ghế đó. Vâng. Cũng phải hết sức cẩn trọng đấy nhá. Đúng rồi anh ơi. Anh còn lạ gì tính em. Mấy năm làm ở phòng xuất nhập khẩu, em có để lại tai tiếng gì đâu. Dạ. Em thì cứ nổi tiếng là liêm khiết và thanh thiên như là bao... Bao thanh thiên ạ. Ừ, dạ vâng ạ. Thưa anh, nhà em thì suốt ngày bận rộn với công việc, lo cho công việc của công ty suốt ngày suốt đêm ạ. Dạ. Mà thậm chí tính tình làm ăn rồi liêm khiết lắm. Dạ. Mà thậm chí còn liêm khiết hơn cả anh nữa chứ. Em xin lỗi. Dạ, thế nên là dạ hôm nay chúng em đến đây, dạ mong anh lưu tâm bỏ cho nhà em một phiếu ạ. Vâng, chúng dạ. Em sẽ không bao giờ quên ơn ạ. Thế tôi tưởng bầu cử xong chiều nay rồi cơ mà. Ừ, không, ừ. Anh ơi, còn thiếu một lá phiếu quyết định của anh nữa ạ. Vâng ạ. Dạ. Dạ anh ơi, thế này, đến thăm anh, vợ chồng em chả biết mua cái gì ạ. Dạ, thế mà việc điều trị của anh thì tốn kém lắm ạ. Thế nên vợ chồng em có chút quà, dạ, để anh bồi dưỡng ạ. Dạ. Anh chị đến thăm tôi mà lại tặng quà bằng tiền như thế này. Thế tôi hỏi thật nhé. Dạ. Trong này có bao nhiêu? Ây, anh ơi, bọn em có chút lòng thành, dạ, anh để ý làm gì? Để tôi đoán dạ. Xem nào. Ít nhất cũng phải tiền triệu chứ chẳng chơi.
Vì anh chị quan tâm đến sức khỏe của tôi cơ mà. Không anh ơi, bây giờ vài triệu có đáng là gì đâu anh. Chủ yếu là mong anh giữ gìn sức khỏe. Dạ. Để sáng mai tôi bầu cho anh sẽ vào chức danh phó giám đốc, đúng không nào? Ôi giời ơi, dạ đúng quá. Để tôi xem có xứng đáng để tôi bầu cho anh sẽ không nào. Tôi thật không ngờ anh chị lại làm cái việc này. Hay anh muốn tôi trở thành ông Tịnh thứ hai? Ôi, ôi anh ơi, hiểu nhầm dạ, rồi. Anh hiểu nhầm rồi ạ. Vợ chồng em rồi. Tôi thật xấu hổ với chuyện mua bán thô tiền như thế này. Thôi anh ơi, thực ra là đây là tấm lòng thành của vợ chồng em đối với anh thôi ạ. À. Mà thực ra bây giờ vài vé nó có đáng là bao nhiêu đâu hả anh? Dạ. Theo chị, vài vé bây giờ là bình thường chứ gì? Dạ. Cái gì cũng mua, cái gì cũng bán. Tôi không phải là khách hàng của anh chị. Đừng để tôi mang cái phong bì này lên gặp ông Hách. Anh chị về đi. Ôi cười quý anh ơi. Dạ vâng, anh đừng có hiểu lầm như thế mà tội nghiệp vợ chồng em ra. Khổ quá. Tấm lòng thành anh. Anh nghiêm khắc quá cơ. Dạ thôi thì anh dạy chúng em xin ạ. Dạ chúng em xin rút kinh nghiệm ạ. Dạ vâng. Dạ. Thôi được. Anh chị về đi. Dạ. Tôi sẽ không nói chuyện này với ai. Dạ. Nhưng đừng nhìn mọi người bằng đồng tiền. Thôi anh chị về đi. Dạ vâng ạ. Thế chúng em xin phép anh chúng em về. Dạ. Anh ơi, thế thì anh cũng cố gắng bỏ cho chồng em một lá phiếu anh nhá. Chúng em không bao giờ quên được anh đâu ạ. Về đi. Dạ, về dạ, vâng ạ. Em tạm biệt anh. Xin phép anh ạ, dạ. Dạ, dạ. Khổ quá cơ. Mà cũng tắt ông hết cái. Bảo là sáng mai tống tiền cho mộ vợ lão không được cái sao. Tự nhiên để đưa cho cái lão hầm ấy, rách việc. Biết rồi. Hết mọi người. Cửu lắm đi cái nói mãi. Ôi dồi, kinh quá. Vợ chồng nhà đó mà muộn nửa giây rồi chắc là tôi ngã lăn của tôi ghét chết chết mất rồi. Thế bây giờ tính sao? Cô Nguyệt nói đúng đấy. Để ngày mai tôi sẽ tiếp cận với mụ vợ lão ta. Bốn vé, lão ta còn óng ẹo nữa là 5 triệu. Chính xác. Đã thế ngày mai bà cứ mụ vợ mà nệm. Đúng rồi. Chết tươi. Chết tươi. Đi về. Đi về. Đi về. Hôm nay chủ nhật, ngày nghỉ mà ông định đi đâu đây? Ôi, ui giời ấy. Thế cả đêm hôm qua tôi với bà bàn bạc với nhau, thế bây giờ lại trốn tuần đi đâu hết rồi à? Ui giời, đầu với chả óc. Này nhá, sáng nay tôi bảo là tôi qua nhà tay Vích, đúng không? Rồi cô Thơm, rồi có gì tạt qua nhà Lão Hoan xem tình hình thế nào mà hành động. Còn bà cũng phải qua nhà bà Tách, kéo bà đi chợ. Ui giời. Đứng lại mẹ hỏi chuyện này đã. Chuyện gì nữa? Chuyện này quan trọng lắm. Chuyện gì? Mẹ nói đi. Con có hẹn đi đắp mặt với tắm trắng này. Tháng trước có cái cậu gì đấy cao cao đi cùng với cái Ngân con nhà sẽ đến nhà mình. Hình như cậu ta là con của Lão Trình ở ban tổ chức. Con Lão Trình? À, con Lão Trình phó trưởng ban tổ chức, phụ trách nhân sự khối doanh nghiệp công ty. Mà nhân sự ở công ty thì phải để Lão Trình ký duyệt thì mới xong. Trời ơi, bố mẹ nhắc đến thằng Lê Minh, con ông Trình ở phố Lê Đại Hành chứ gì. Đấy, đúng rồi, đấy, đúng rồi con ơi. Hình như cậu ta mê con, có đúng không hả con? Mẹ có biết là ở quanh đây có bao nhiêu thằng nó mê con không? Này, tao không cần biết là có bao nhiêu thằng mê mày nhá, nhưng mà nhất định là phải có cái thằng Minh, con Lão Trình mê mày nhá. Thì cứ cho là nó mê con đi, thì liên quan gì đến bố mẹ? Ô hay, nó mà con ông Trình ấy thì làm sao? Thì nếu mà con vợ yêu nó được thì mới cứu vãn được sự nghiệp của bố chứ. Yêu hả? Này nhá, bây giờ nhá, bố sắp sửa được đề bạt làm cái chân phó giám đốc của công ty hả? Mà phải có Lão Trình, Lão ấy là ủng hộ, mà nếu mà Lão ấy không ủng hộ thì có phải là cái ghế sẽ rơi sang bên tay Lão sẽ
búa cái Ngân. Mà lúc đấy thì... Con ơi, lúc đấy thì bố mẹ sẽ phải quy lụy nhà lão Sẽ. Bố con sẽ phải báo cáo này, rồi thì phải đút lót này, rồi thì phải quà cáp Tết nhất. Mà con ấy, con cũng mất thể diện với cái Ngân nữa. Hiểu chưa? Thì hóa ra là cả đêm hôm qua bố mẹ chém gió với nhau, làm con cứ tưởng ăn trộm. Ôi giời, sợ mất ngủ vì cái ghế phó giám đốc của bố chứ gì. Ôi giời. Thôi được rồi, lần này con sẽ giúp bố một tay. Hả? Cho cái thằng Minh đến một trưởng không khó. Kể cả nó có không mê con lắm, con cũng sẽ làm cho nó mê con lắm, được chưa? Này, này, con gái yêu của bố, con biết không, nếu mà bố có cái ghế phó giám đốc ấy thì sẽ có tiền để cho con đi du học ở Anh, ở Mỹ, rồi sẽ có xe đai lần để con đi hả? PE. PE là cái gì, là cái đánh răng à? Xe PE. Thì rồi rồi, phải xe PE. Con ơi, tạm thời hôm nay nhá, con dẹp cái chuyện đi chăm sóc sắc đẹp lại con nhá. Được. Ôi giời ơi, con của mẹ mà không cần chăm sóc sắc đẹp thì cũng tươi như hoa rồi con ạ. Con làm thế nào thì làm, hôm nay còn kéo được cậu Lê Minh đến nhà ta để cho bố mẹ tiếp cận, được không hả con? Được không? Được không? Được không? Được không hả con? Được không? Được. Được. Chiều nay mẹ cứ nấu cho con một nồi bún riêu cua, con đưa chúng nó về đây, bố mẹ tha hồ mà nhờ vả. Ok. Được rồi, mẹ sẽ nấu một nồi rất là ngon con ạ. Có cả bia, cả rượu. Lúc đấy thì bố mẹ... Thế vụ này con được bao nhiêu? Nhiêu, nhiêu. Rồi, mẹ... mẹ có để cho cô thiệt vụ nào bao giờ đâu cơ chứ. Mẹ nói là phải giữ lời đấy nhá. Ừ. Con là con không làm không công cho ai bao giờ đâu đấy. Vô cổ được chứ gì. Ông ơi. Ờ. Ông thấy con gái nó có giống tính tôi không hả ông? Rõ ràng xoăng phẳng, có thế thì mới chiến đấu được với đời chứ lì. Thằng Lê Minh mà tác động đến lão Trình thì nhất định mình sẽ thắng. Đúng rồi, tôi đi luôn đây. Ôi giời ơi, tôi đi nhá. Vinh ơi, Vinh ơi, Vinh ơi, Vinh ơi, Vinh. Ôi, đây, ông làm gì? Ông phá cửa nhà tôi đấy à? Trả đây, trả đây để có tin để hay cực. Tin gì mới sáng sớm ông đến ông lái ông này. Đêm hôm qua ấy, lúc mở quán bia về ấy, vợ chồng tôi với cả lão Sẽ về cùng đường. Thế rồi đang đi giữa đường tự nhiên vợ chồng lão dừng lại, rồi lão Sẽ bảo là xin phép mình có việc. Tôi xin nghi bám theo, quả nhiên là lão đến bệnh viện thăm ông Tách để hối lộ. Ông có mục đích sở thị không hay là chỉ suy luận? Mắt thấy tai nghe rõ ràng, tôi thấy là mụ Nguyệt kể lể nhá, rồi bản là xin phiếu của ông Tách, rồi đưa phong bì cho ông ý. Ông Tách cảnh giác mở ra quả nhiên là có 4 tờ 100 đô cơ mà. Thế ông Tách có nhận không? Đời nào? Ông Tách là người liêm khiết như thế, đời nào ông mới nhận tiền? Ông ấy dở ra, ông nhìn thấy tiền, ông mắng cho vợ chồng Tay Sẽ như tát nước vào mặt. Vợ chồng Tay Sẽ chết đứng như là kim trọng luôn. Thế lúc đấy vợ chồng ông ở đâu? Thì vợ chồng tôi nấp ở ngay bên cửa sổ. Ôi trời, thế thì mới nhìn thấy rõ ràng, như rõ như ban ngày. Tôi còn nhìn thấy cả series của mấy tờ 100 đô luôn nhá. IZ13467 Z đôi K. Thế phản ứng của vợ chồng Tay Sẽ thế nào? Thì trời ơi, lạy ông Tách như thế sao, xin ông tha thứ đừng kể chuyện gì cho anh em cơ quan cả. Lão này to rồi. Ừ. Chỉ ngày mai thôi là cả công ty sẽ biết hết. Đương nhiên. Lão này đi tàu suốt rồi. Đi rồi. Này, bây giờ ấy, chỉ còn mỗi việc của cô Thơm thôi. À, nếu như cái chuyện này ông Tách ông ấy bầu phiếu cho tôi thì tôi sẽ khuyên cô Thơm rút lui. Và đến lúc ấy tôi ghi điểm ông đầu tiên đấy. Hả? À. Đúng rồi, còn ý kiến của ông Trình ban tổ chức nữa. Trời ơi, ông Trình ấy trong tầm tay của tôi rồi nhá. Thế thì ổn rồi. Dạ. Chúc mừng ông. Bây giờ tôi phải gặp ông Tách để xin phiếu bầu. Nhá. Thế nhá. Này. Thế xin phiếu xong rồi qua quán bia cũ làm tí. À. Nhá. Coi như là cách cắt băng khánh thành cái chức phó giám đốc của tôi. Ha. Thế nhá. Đi nhá. Ôi giời ơi,
Cả đêm hôm qua tôi cứ nghĩ mãi về cái chuyện là vợ chồng tay sạch với cả mụ Lanh mà đi rêu rao cái chuyện vợ chồng mình hối lộ là gay go to đấy chứ. Chắc nó định làm một quả như vợ chồng mình nên mới theo dõi được mọi hành động của lão Tách nhá. Nhưng mà chả sợ, mình biếu quà chứ mình có đút lót đâu mà hối lộ đâu mà lo. Nói gì ngu thế. Ông bảo anh ngu đấy. Bà chứ có nài nữa. Quà cáp gì mà 4 năm vé, tỉnh ngay lý gian hiểu không? Trời ơi. Mới sáng ngày ra bố mẹ đã tranh luận xong rồi, mặt ai mặt nấy dài thượt ra kìa. Mày thì biết cái gì? Nói mày cũng không hiểu gì đâu. Bố mày đang ong hết cả thủ thế này. Mẹ, con có phải người ngoài hành tinh đâu. Có phải từ trên trời rơi xuống đâu mà tự nhiên mẹ cứ nhìn con chằm chằm mà như thế. Quần con có rách, áo con có thủng đâu mà cứ nhìn. Suốt ngày quần quần ao ao. Này, lâu nay mẹ không thấy cái thằng Minh nó đến chơi con nhỉ? Minh nào à? Con có tới tận 5 thằng Minh không mà. Cái thằng Minh mà nó cao cao mà nó hơi đau đau ấy. Còn cái ông tổ chức tỉnh ý mà phụ trách công ty bố con ý. À, thằng Minh đấy là thằng Minh con nhà ông Trình. Cái thằng mà tự nhận mình là tứ đại thiên vương ấy gì. Ừ. Ôi giời, cái thằng ấy như cái thằng dở hơi ý. Nó mẹ có như cái thằng dở ấy. Con bị rời mãi mới ra được đấy. Chứ mà tự nhiên này mẹ móc nó ở đâu ra đấy. Ôi giời. Ôi giời ơi, gấp khổ lắm con ơi. Bây giờ con đừng có nảy lên như như là điên thế. Chính con điên chứ không phải nó là dồ. Bố nói này, bây giờ con phải chủ động ngả vào người nó, xả vào lòng nó. Nó quan trọng lắm đấy, quyết định cái chức lên phó giám đốc của bố hay không đấy. Đúng rồi. Hiểu chưa? Chả hiểu được. Tự nhiên bố mẹ cứ đề cao nó lên làm cái gì. Mà bố mẹ có nhầm nó với thằng Minh nhà vô linh kiện xe máy không? Ui giời bà. Tại trông mày thùy mị nết na như thế này mà ăn nói lúc nào cũng... Ăn nói dịu dàng như mẹ nhá, nhá con nhá. Dịu dàng như mẹ, hiểu chưa? Lúc nào cũng mở mấy cái miệng rất bô bô như là thằng tôm bằng cá ấy. Nghe tôi nói đây. Bố chị và cái lão sạch bên kia là đang tranh cái chức phó giám đốc, con hiểu chưa? Mà ai mà lên được ấy thì là bổng lộc khỏi lo nhá. Bố con lần này mà đắc cử cái phế phó giám đốc, ôi dồi ôi, thì vợ chồng lão sạch và con Bích Vân sẽ quy phục nhà mình và thậm chí còn nịnh nọt vợ chồng mình. Ý rồi ơi, nhớ được không? Bằng không nhá, ngược lại luôn. Nói ngắn gọn là nếu mà nhà mình thua thì nhà mình sẽ dưới nhà con Vân đúng không? Đúng rồi. Mẹ con mình sẽ dưới mẹ con nó đúng không? Đúng rồi. Thậm chí nhá, Tết còn phải sang nhà nó chúc Tết nữa. Thế á? Thế mới đau chứ. Nó hiểu rồi đấy bạn. Hiểu chứ, hiểu chứ. Này con nhé, thằng Minh ấy, con ông Trình. Đúng. Mà ông Trình thì lại phó ban tổ chức tỉnh. Đúng rồi. Bố ơi, có lên được chức phó giám đốc hay không là do ông ấy quyết định. Đúng. Cho nên là con phải nịnh nọt thằng Minh. Nịnh nọt nó. Mà nó nói với bố nó một câu. Đúng rồi. Là nửa câu thì mọi chuyện ok. Hiểu không? Được. Hiểu chưa? Con sẽ cho thằng Minh vào dọ. Dọ. Bố muốn nó nói cái gì con sẽ bắt nó nói cái đấy. Rồi tốt bố quá. Được chưa? Được rồi con ạ. Nhưng mà thế bố vẫn chưa yên tâm. Sao? Sao gì? Làm sao con xỏ được mũi nó đi? Xỏ mũi? Cho nó yên tâm. Xỏ mũi nó gì? Như mẹ xỏ mũi bố đúng không? Ôi trời ơi, con này chính xác kiểu gái mẹ thằng Minh quá. Tôn. Ai đến đấy khách à? Tôn tôi đi nhá. Ô thế à? Kệ anh Tôn, nhớ cái việc đấy nha. Này, nhớ nhá. Con đã nhớ nhá. Nhớ nhá. Tôn à. Ngân ơi. Ngân. Làm gì mà lâu thế? Em làm gì mà lâu thế? Anh để em hóa đá rồi đấy. Em có việc đột xuất, để hôm khác nhá. Này. Hả? Đi đâu? Em vừa hẹn với anh đi câu cá cơ mà. Người ta đã nói là có việc đột xuất mà lại. Ơ kìa. Em mượn cái chìa khóa tí nhá. Ơ kìa Ngân. Đi nhanh rồi về nhá. Ơ này, cậu Tôn. Cậu đến tìm Minh Ngân rồi không? Vào nhà tôi nhờ cậu một chút. Vào đây, cứ vào đây tôi nhờ một chút nào. Ông Sẽ ơi, xuống có khách nhá. Tôn đến chơi đây hả cháu? Thưa chú ạ. Cô chú muốn nhờ cháu chuyện gì mà bảo cháu vào tận đây? Mọi hôm cháu chỉ được đứng ở ngoài ngõ thôi. Uống nước đi đã. Cứ uống nước đi cháu. Này, thôi này công việc cháu vẫn bình thường đấy hả?
vẫn chụp ảnh rồi quay camera đám cưới đám ma đấy hả? Dạ vâng ạ, cháu làm MC cả đám cưới lẫn đám ma. Cưới cũng nhiều mà chết cũng nhiều. Công việc dạo này bận lắm, có khi cháu dựng nhầm cả đám cưới sang đám ma. Này Tôn này, cô muốn tham khảo ý kiến cháu một chút. Cháu xem phim cháu hiểu thế nào là thám tử tư chứ. Cháu biết, có nghĩa là chụp ảnh quay phim những cái gì mà người ta cần điều tra. Nhất là cái chuyện vợ chồng ngoại tình bây giờ đang hot đấy. Không, vợ chồng cô thì hạnh phúc, không có cái chuyện lăng loàn như thế. Mà cái việc cô muốn nhờ cháu ấy, nó sẽ làm tăng cái lợi nhuận của cháu lên rất nhiều so với cái việc quay camera đám ma đám cưới nhá. Cháu hiểu. Có nghĩa là làm thám tử tư ạ? Đúng rồi, chính xác. Mà chú nói cho cháu nghe nhé, cái nghề thám tử tư ấy mà, nó đòi hỏi cái sự mạo hiểm này, nó đòi hỏi cái sự thông minh này, và nó đòi hỏi tất cả cái tố chất cái gì mà nó thế nào nhỉ, chú khó tả lắm. Rồi. Đại loại là nó phản ứng ngay một tích tắc. Dạ. Cụ thể là thế nào? Cụ thể là thế này. Không biết thì ngồi im. Này, cô tính này nhá, vị chi từ giờ đến Tết còn 8 ngày nữa, cô sẽ thuê cháu theo dõi và chụp ảnh của một cặp vợ chồng kẻ thù cô đấy nhá, mà nó có âm mưu chống lại cô và đánh gục vợ chồng cô nhá. Cháu cần phải có những bằng chứng sắc đáng để đưa ra công luận. Vâng, cháu hiểu chưa. Hiểu chưa? Nhưng cụ thể thế nào? Cụ thể là bây cụ giờ cháu phải theo dõi. Im đây, cái gì người ta nói im rồi, theo dõi mọi hoạt động, người ta làm gì, người ta đi đâu và người ta gặp những ai. Cháu phải cụ thể chết cho cô này. Lưu cô ý, sẽ giả cháu 3 triệu. 3 triệu nếu như cháu có những bức ảnh cực kỳ giá trị. Lưu ý cả những lúc rất là tế nhị nhá, không để sót. Rồi được rồi, gần Tết rồi. Ừ, cháu nhiều việc lắm. 3 triệu của cô chú có vẻ to đấy. Nhưng mà không biết thời hạn như thế nào để mà chấm dứt hợp đồng. Thôi, mà công việc đám cưới đám ma của cháu nó ấn định ngày rồi, cứ thế mà phê tôi còn khổ quá. Được rồi, cô chú sẽ tạo điều kiện cho cháu để làm những công việc khác nhá. Mà thêm nữa này, lại đây tôi bảo, tôi sẽ tạo điều kiện cho anh với con Ngân nhà tôi để sát cánh bên nhau, để có hứng khởi để làm việc. Đấy. Quan trọng là cái đấy. Con này, dạ. Chú nói cho cháu nghe. Cháu mà giúp cô chú cái việc này mà, thì cô chú sẽ tạo mọi điều kiện để cho cháu và cái Ngân nó gần gũi rồi. Dạ. Nó thoải mái. Nói chung là gì nhỉ? Nói chung là rất là vô tư, đúng không? Dạ, được chưa? Cháu sẽ giúp cô chú từ giờ đến Tết. Tốt quá. Nhưng phải cho em Ngân giúp cháu đấy. Cái thằng này thì cô hứa là cô sẽ làm mà lại. Yên tâm chưa? Yên tâm. Cô đã hứa 100% rồi. Vâng, cháu yên tâm. Thôi, đừng có uống vội. Từ từ đã. Việc là thế này. Ừ. Cháu có biết nhà Lão Sạch với Mụ Lanh ở bên đối diện bên kia không? Này. Hả? Bên kia đấy, đối diện cổng nhà cô. À, bố mẹ cái Bích Vân, bạn em Ngân nhà mình chứ ai. Vâng. Cháu hay qua đấy chơi thường xuyên lắm. Ôi giời ơi, tốt quá. Mày đưa tay đây, đưa việc tay đây. Việc là đấy đấy. Bắt tay nhau một cái. Này, cô bảo này. Theo dõi sát. Cô sẽ ứng trước cho mày 300 ngàn nhá. Này, mày có tiền lẻ giả lại cô 200. Dạ. Đấy. Cháu để quên tiền ở trong cốp rồi. Vừa đi đám ma về em Ngân mượn. Thôi, đổi cái gì? Thôi, tóm lại cô ứng cho mày trước 500 nghìn cho nó máu. Nhá. Cố gắng. Cháu xin ạ. Con Ngân sẽ sát cánh bên cháu. Này, mày làm cái gì đấy? Tiền tao vừa được phong. À quên. Vừa lĩnh lương đấy, không phải tiền giả đâu mà. Lương đấy. Ok, chào chú. Thế nào, cô vẫn đang đấu tranh cho cái chức phó giám đốc đấy à? Thật ra thì em cũng chẳng ham hố gì với vị trí đấy đâu. Nhưng mà đời người thì cũng phải biết phấn đấu chứ. Tôi nghĩ nếu cô không ham hố thì thôi, việc gì phải bon chen cho nó mệt ra. Chẳng qua là vì mấy quả trứng của em nên em phải nắm bằng được cái vị trí đấy, thế nó mới lâu được chị ạ. Thế từ trước đến giờ không có cái vị trí đấy thì mấy quả trứng của cô nó có chết không? Mà cô còn làm ăn ở ngoài nữa cơ mà. Chị nói Nam cẩn thận, không lại tay vách mạch rừng. Thật ra thì em có làm ăn gì bên ngoài đâu. Thơm ơi, em làm gì ở ngoài ai chả biết. Nhưng mà có sao đâu, em làm giàu cho chính bản thân em, chẳng ảnh hưởng gì đến ai cả. Lại không thâm hụt công quỹ nhà nước thì việc gì phải giữ. Nhưng cũng vẫn phải cẩn thận chị ạ. Đời người biết thế nào được chữ ngờ. Thơm này, chị nghĩ có khi em chẳng cần tham gia tranh cử cái chân phó đấy làm gì đâu. Làm phó rồi trăm thứ việc đổ vào đầu, lúc đó em lấy đâu ra thời gian để chăm sóc việc ngoài của em nữa.
có khi thu nhập lại giảm sút đi chứ. Dẫn gian dẫu bao lỡ làng rồi cũng thành đôi. Kìa Tết đến, vui sao là vui mắt môi ai hồng rực rỡ ngàn hoa. Nào cùng nhau tay trong bàn tay chúc nhau xuân này đầy những niềm vui. Tịt mù vòng quanh. Kìa Tết đến, xua đi mùa đông kéo ánh nắng về sưởi ấm lòng nhau. Kìa xuân sang, dẫu bao dở dang dẫu bao lỡ làng rồi cũng thành đôi. Kìa Tết đến, vui sao là vui mắt môi ai hồng rực rỡ ngàn hoa. Nào cùng nhau tay trong bàn tay chúc nhau xuân này đầy những niềm vui.